Hiện nay ở Quảng Bình vẫn còn hơn 20 điệu hát ca trù cổ. Vì vậy có thể nói đây là một trong những địa phương còn bảo tồn nguyên vẹn nhất, đậm đặc nhất của các hình thức hát thờ trong hát ca trù. Những làn điệu như hát mở, dâng rượu, dâng hương, múa cờ, múa khê, hát hãm, hát nam, hát phú, luyện sơn trang vẫn được các nghệ nhân ở các thôn Đông Dương, Quảng Phương, Quảng Trạch tập luyện và biểu diễn thường xuyên. Do tập quán và phong tục các đào nương ở Quảng Bình có trang phục rất đặc biệt, họ không mặc áo năm thân, đầu vấn khăn trần mà mặc áo thao, tức áo dài bằng lụa tơ tằm, màu nhạt hoặc sáng, quần đen, quấn khăn nhiễu trên đầu. Đây cũng chính là nét đặc trưng dễ phân biệt nhất của đào nương Quảng Bình với đào nương các nơi khác. Hiện nay ở Quảng Bình đã có 4 câu lạc bộ chuyên nghiệp với 23 nghệ nhân chính thức hoạt động. Những câu lạc bộ này chủ yếu tập trung ở các huyện phía Bắc của tỉnh như Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Trong đó có câu lạc bộ ở Đông Dương, Quảng Phương còn lưu được nhiều thể ca trù nhất. Ngày ấy ở gian nào một ngày ấy cũng là ở trên đành nhờ bao trên nỡ gầm mùi đời em yêu lão ơi khi tình tình anh trời đứng cho thọ vùng quê của những dặng châm bầu cổ còn sở hữu một báu vật của quốc gia, đó là làn điệu hát ca trù, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận. Nơi đây có lẽ là vùng đất cực nam nhất mà làn điệu ca trù cổ kính này di chuyển từ miền Bắc vào. Chính tại đây, ca trù đã cắm rễ và sản sinh ra một hình thức mới mẻ, phù hợp với con người và mảnh đất miền Trung nghèo khó, quanh năm hứng chịu nhiều thiên tai bão bùng.